Hello các bạn, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách bóc trứng không bị bỏng tay và ngoài da rất là nhanh gọn cho các bạn. Đầu tiên chúng ta hãy lấy một quả trứng vừa luộc và lấy kèm theo một cái dĩa. Và chúng ta hãy làm theo mình nhé, hãy chọc vào giữa quả trứng cút lộn đó. Và ngoài ra chúng ta chỉ việc bóc nhẹ nó ra thôi. Các bạn nhìn thấy không, rất là nóng hổi và chúng ta không sợ bị bỏng tay và rất là nhanh chóng. Và chúng ta chấm ăn thôi nào. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.